đúng 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, từ ngày 15 tháng 12 âm lịch đến ngày 17 tháng 12 âm lịch, chúng ta sẽ có 5 con giáp được trời Phật ưu ái, chúng số cực giàu, tiền nhét chật kết, ăn Tết giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã dần bước đến những ngày cuối cùng của cái tháng 12 âm lịch và chuẩn bị bước sang cái năm mới 2024 năm Giáp Thìn. Tạm biệt những ngày nghèo khổ, những con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Công danh sự nghiệp thì sáng chói, thành công nối tiếp thành công. Bước sang 3 ngày tới thì nhờ được nhiều cái cắt tinh nó xoay chiếu, nó hội họp nên cuộc sống của những con giáp này sẽ có những cái điều khởi sắc hơn so với thời gian trước đó. Các dự án đầu tư có nhiều cái điểm sáng, khả năng cao sẽ sinh lời và đem về cho những con giáp này những khoản tiền không hề nhỏ. Một số bạn có cơ hội đổi vận giàu sang chúng liên tiếp trong thời gian này Bên cạnh đó, công việc làm ăn thì cũng tương đối là thuận lợi Những con giáp này cũng kết giao thêm được nhiều cái mối quan hệ mới Giúp ích khá nhiều cho các bạn trong công việc làm ăn kinh doanh Không chỉ thuận lợi trong cái công việc Cái vận đào hoa cũng được nở rộ Trong thời gian này thì cái người độc thân ấy cũng sẽ dễ dàng thoát ế trong ba ngày tới đây còn các cặp đôi thì sẽ tận hưởng cái niềm hạnh phúc chuẩn bị đón một cái năm mới an khang thịnh vượng, giàu có và thành công. Vậy thì xin mời những con giáp sau đây cùng hoan hỉ nhận lộc trong 3 ngày tới đây. À, thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy những con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta phải kể đến không ai khác đó chính là những người tuổi hợi. Những người tuổi hợi. À, quý vị thân mến, những người tuổi hợi may mắn vào cái ba ngày tới này do được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là mọi điều sẽ được như ý nhiều kế hoạch các bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách là thuận lợi à, các bạn không chỉ duy trì được cái sự quyết tâm mà còn nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh đặc biệt là gì cái vận quý nhân đó vượng nên các bạn cũng không phải lo lắng quá nhiều trong cái công việc cũng như là gì trong cuộc sống à, thêm nữa trên phương diện sự nghiệp nhờ có thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên mà cái việc hợp tác làm ăn của những người tuổi hợi cũng sẽ được thuận lợi hanh thông. Bản mệnh sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè, với đồng nghiệp nên thường xuyên được giúp đỡ khi mà gặp khó khăn. Đồng thời cũng được giới thiệu cho nhiều cái cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn vô cùng đáng quý. Vì thế mà những người tuổi hợi nên tận dụng cái cơ hội này để cố gắng hết sức khẳng định cái vị thế của bản thân. À bên cạnh đó cái cutting nó cũng sẽ giúp cho những mục tiêu tưởng chừng khó khăn của các bạn bỗng trở nên đơn giản hơn và thuận lợi hơn rất nhiều. Từ đó sẽ thu về được bạc tỷ cầm tay, ăn Tết giàu to. À thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây ý, là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi hợi hùn hạp vốn làm ăn kinh doanh, mở rộng cái quy mô trên các kênh đầu tư khác nhau. Lại được thần tài chiếu mệnh, nên là trong thời gian này những người tuổi hợi thì được lộc, lộc lá rất là nhiều. Đấy vậy nên quý vị cần phải cân nhắc để mà kiếm về nhiều tiền hơn đó thêm nữa cái chuyện kinh doanh buôn bán trong cái thời điểm cuối năm này ấy, cũng cực kỳ là thuận lợi nó thuận lợi hơn trước rất là nhiều à, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn hạn và trung hạn quý vị không nên giữ tiền mặt quá lâu thay vào đó nên luôn chuyển sang các hạng mục đầu tư đa dạng cái dòng tiền ổn định nó từ cái thời điểm này ấy, cũng sẽ gì giảm bớt cái áp lực chi tiêu của những người tuổi hợi À, trong thời gian này cái việc hợp tác nó thuận lợi nó cũng sẽ khiến cho cái quá trình kiếm tiền nó trở nên suôn sẻ hơn cái thời gian trước đó rất là nhiều. Các bạn cũng không cần phải quá bận rộn mà vẫn kiếm được cho mình một khoản tiền lớn đấy, ăn Tết giàu to. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái 3 ngày tới đây ý, thì những người tuổi hợi sẽ xác định được cái tiềm lực của bản thân, tiềm năng của đối tượng khách hàng nên là quý vị sẽ đi được đúng hướng, đúng hướng. Thậm chí các bạn còn có thể trở thành cái người dẫn đầu một cái xu thế mới nào đó à, Trong khi mọi người xung quanh vẫn còn đang bối rối Tìm lại cái guồng quanh quen thuộc đấy Thì những người tuổi hợi đã bứt phá thành công đấy Trong cái dịp cuối năm này đấy, Đặc biệt là trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy Vậy nên đây là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới à, Và để gia tăng cái vận may về tiền bạc tài lộc cho mình ấy, Thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi mão mùi để trợ vận hộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung xáp, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Hợi sẽ thuận lợi hanh thông, tiền bạc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, đứng ở vị trí số 2 ý, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. À thưa quý vị, bước vào 3 ngày tới thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 3 ngày cuối tuần ý, thì những người tuổi Ngọ được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đấy. Vậy nên là quý vị sẽ có được cái uy quyền, công danh sự nghiệp của những người tuổi Ngọ cũng vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự đổi mới mở mang theo cái chiều hướng tốt. À, những người tuổi ngọ đi xa làm ăn Thì cũng gặp được nhiều cái lộc lá Lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ Nên là thu về những cái thành quả cực kỳ là ngoạn mục à, Trong thời gian này Thì đối với những người tuổi ngọ mà đang làm công ăn lương ấy, Thì họ giữ vững cái tinh thần học hỏi Và phấn đấu không ngừng Vậy nên đây cũng là cái thời điểm để những cho những người tuổi ngọ ấy, dễ khẳng định được cái năng lực được cấp trên đề bạt cất nhắc và không ít cơ hội thăng tiến trong tầm tay vì thế mà các bạn hãy chủ động lấy đó À, thưa quý vị, trong 3 ngày tới đây thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi ngọ cũng hanh thông hơn hẳn. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cái cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn bao giờ hết. Không còn phải quá vất vả, không còn phải quá trục trặc như thời gian trước đó nữa. À, những người tuổi ngọ cũng mưu sự thì dễ thành. Dù quá trình làm việc ấy, có gặp đôi chút cái chắc trở, cái trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện và thu về cái lợi nhuận lớn lao hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, lại được cục diện quý nhân nó tương trợ giúp đỡ lại có thêm thần tài chiếu mệnh vậy nên là gì các nguồn thu nhập thu chính thu phụ đều được lộc trời ban đấy ngoài ra ấy, cái nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại thì những người tuổi ngọ có thêm một vài cái nguồn thu nhập khác như là công việc làm thêm đầu tư vào các lĩnh vực như là bất động sản tài chính trái phiếu vân vân những kênh đầu tư này cũng mang đến cái nguồn thu nhập ổn định cho những người tuổi ngọ chất lượng cuộc sống của những người tuổi ngọ vì thế mà được cải thiện lên rất nhiều chi tiêu thì dư giả hơn trước không phải lo lắng quá về việc sắm Tết 2024 này. Nói chung ấy với những người tuổi ngọ trong thời gian từ nay đến cuối năm, ấy, đặc biệt là trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy ấy, thì lại có vận quý nhân nó quá vượng. Tình duyên của những người tuổi ngọ cũng được hỗ trợ mạnh mẽ. Nhất là trong thời gian này ấy, những người còn độc thân ấy thì sẽ dễ gặp được cái người ưng ý. Có thể là gì? Những người đó sẽ mang lại cái mối quan hệ tốt đẹp, duy trì cái mối quan hệ tốt lành đấy. Và bên cạnh đó thì những người tuổi ngọ cũng tập trung vào cái sự nghiệp nên là gì có người yêu bên cạnh hỗ trợ thì cái vận trình của các bạn cũng sẽ gì thuận lợi và hanh thông hơn vậy nên để gia tăng cái vận may cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là những người tuổi tuất à, kính thưa quý vị nói chung cái vận trình trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy từ ngày rằm tháng 12 âm lịch đến ngày 17 tháng 12 âm lịch thì cái vận trình tài lộc sự nghiệp của những người tuổi 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 tuất cũng khá là lý tưởng Đấy. được quý nhân tương trợ giúp đỡ cộng thêm cái sự nỗ lực của bản thân nên là mưu sự thì cũng dễ thành công việc thì có người giúp đỡ thích hợp để triển khai cái dự án cái ý tưởng mới. Cái tỷ lệ thành công trong thời gian này cũng cực kỳ cao. Đó. À, dù quá trình thực hiện có va vấp phải cái khó khăn cái trở lực nhưng cuối cùng thì vẫn có được cái kết quả đáng để mong đợi. Thêm nữa, cái tài vận nó sáng chói. Nói chung ấy, cái nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì cũng phong phú. Đó. Cũng là dồi dào. À, quý vị có thể đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm để gặt hái được những cái thành quả bất ngờ hơn. À, tuy nhiên, làm gì thì làm Quý vị cũng cần phải biết cái điểm dừng Các cụ nói gì? Tham thì thâm Đấy. Bên cạnh đó quý vị cũng tránh xa những trò may rủi cờ bạc đỏ đen Đấy. Để tránh cái chuyện là tiền mất tật mang Một cái may mắn nữa với những người tuổi tuất trong thời gian này Là cái sự nghiệp thì được hanh thông thuận lợi Các bạn sẽ hoàn thành tốt được những cái nhiệm vụ được giao Nên sẽ có một cái thời điểm là khá là gì thư thả, thoải mái những cái công việc đã quá quen thuộc cũng không còn chiếm nhiều cái thời gian công sức của những người tuổi tân, tuổi tuất nữa. Ở trong thời gian này thì những người buôn bán làm ăn ấy thì để bắt đầu để thu được cái lợi nhuận đáng kể, để thu chi mua sắm của thị trường trong cái thời gian tết này, này cũng rất là nhộn nhịp và nó tăng mạnh. Vậy nên quý vị có thể đưa ra những cái mặt hàng phù hợp vì về giá cả, về chất lượng, đúng không ạ? Thì sẽ khiến cho đơn hàng nó đổ về tới tấp. Dù các bạn có phải vất vả hơn một chút nhưng cũng xứng đáng vì gì tiền sẽ thu về đầy túi quý vị sẽ có cơ hội ăn tết giàu to thậm chí một số người cũng trở thành đại gia ngầm trong cái thời gian này vậy nên để gia tăng cái vận may về tài lộc tiền bạc của mình ấy, thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất tiếp theo con giáp may mắn thứ tư thứ tư trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 âm lịch ấy, tức là nó sẽ rơi vào ngày 25 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 dương lịch thì đó chính là những người tuổi dần à, quý vị thân mến nói chung ấy trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy thì những người tuổi dần thì được cắt tinh tài tinh đối chiếu mệnh vậy nên con đường tài lộc của những người tuổi dần sẽ sáng rực trong 3 ngày tới đây các bạn có thể thu về một khoản dư giả nhờ các mối đầu tư bất ngờ có lãi thậm chí có một vài người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ vào may mắn à, tuy nhiên ấy, khi cầm những khoản tiền ấy trong tay thì các bạn cũng nên có cách chi tiêu hoặc là đầu tư thỏa đáng không nên chỉ nghĩ đến cái việc hưởng thụ nhất thời làm sao mà để cho gì tiền để ra tiền nhiều hơn ấy thì quý vị sẽ có một cái Tết ấm no hạnh phúc và dư giả về mặt tiền bạc. À, quý vị thân mến, nói chung ấy trong thời gian này ý, thì lại được cắt tinh nó chậm mệnh, vậy nên nó cũng sẽ thúc đẩy cái vận trình tài lộc của những người tuổi dần ngày càng khởi sắc. Cái vận may về tài chính thì lớn, dễ kiếm được những cái món hời, kinh doanh đầu tư thì có lãi có lời, thậm chí có thể là gì, một số người còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời. Thì đây cũng là cái thời điểm mà bản mệnh có thể chủ động đầu tư hoặc là mở rộng cái quy mô kinh doanh buôn bán hứa hẹn những cái viễn cảnh tươi sáng vào cái dịp cuối năm này do cái nhu cầu thị trường tăng cực cao. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị có thể là có cái vận trình tài chính nó khởi sắc hơn hẳn. À, quý vị cứ mạnh dạn đầu tư thì có thể thu được cái lợi nhuận đáng kinh ngạc. Thêm nữa, trong 3 ngày tới đây ý, thì lại được cục diện ngũ hành nó ủng hộ Vậy nên là nó đại diện cho cái sự quang minh chính đại à, Quý vị sẽ có thể là dựa vào cái tài năng và cái trí tuệ của mình Để mà mưu cầu cái tài lộc, mưu cầu tiền bạc và công danh sự nghiệp Bên cạnh đó quý vị cũng nên chú ý à, Trong 3 ngày tới đây thì cái vận trình nhân duyên nó cũng khá tốt Các mối lương duyên với người khác phái của Nam Mệnh thì có phần vượng đúng không? Nam giới đã kết hôn thì nhân duyên vượng quá mức dễ hao tốn tiền của vì phải để chi trả ở nhiều nơi đồng thời nó ảnh hưởng đến cái tình cảm của của gia đình à, quý vị nên cẩn thận và giữ mình đừng để nhiều cái mối quan hệ nó có thể là gì khiến cho mình gặp nhiều cái bế tắc à, có thể nói trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi dần không hoàn toàn là may mắn trên vận trình là tình cảm bởi gặp cục diện ngũ hành nó không ủng hộ bản mệnh phải gì cho đi rất nhiều Đấy, có thể là sức khỏe sẽ bị yếu kém Đấy, tốn tiền tốn bạc để chữa trị à, vì vậy quý vị đừng nên vội vàng để đến nóng này đừng đến bốc đồng Đấy quý vị mệt sẽ gặp cái tình trạng là mệt mỏi về tinh thần ấy. nên là gì cũng phải cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình giữ gìn sức khỏe tăng cường luyện tập thể dục thể thao để nâng cao cái thể trạng của mình lên vậy nên để gia tăng cái tính may mắn cho mình trong thời gian này thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân à, vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những gia chủ tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy tức là từ ngày 15 tháng 12 âm lịch đến ngày 17 tháng 12 âm lịch ấy, thì đó chính là những người tuổi mão à, quý vị thân mến nói chung ấy trong 3 ngày tới thì những người tuổi mão lại được Tam hội nó trợ lực nó giúp đỡ, lại được thần tài chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi mão sẽ trở thành một cái tấm gương sáng cho mọi người, cũng như là cho tập thể nói theo. Các bạn sẽ tìm ra cái đường hướng đi mới để giải quyết cái công việc, không còn mãi đi theo cái lối mòn cũ mà từ trước đến giờ đã xảy ra. Đã. Thêm nữa là cũng gần hết cái năm rồi, đúng ạ? Trong một năm vừa qua gặp cái hạn Thái Tuế thì không những là vất vả khó khăn. Mà đôi khi ấy, quý vị có nỗ lực hết sức thì cũng chỉ thu được một cái thành quả nho nhỏ thôi Và cũng không hoàn toàn như cái mong đợi Vậy nên trong 3 ngày tới thì đây cũng là một cái thời điểm quý vị sẽ thu được cái thành quả xứng đáng với mình Dưới tác động tích cực của các cắt tinh Những người tuổi mão có cơ hội gặp được quý nhân trong 3 ngày tới đây Đối phương có thể đưa ra cho các bạn cái nhìn mới mẻ hơn về nhiều mặt của vấn đề Vì thế các bạn hãy thử lắng nghe cái quan điểm của, của đối phương À, trong chuyện làm ăn thì các bạn có thể quen được với những cái đối tượng khách hàng, đối tác triển vọng à, có chung cái đích đến với mình, đôi bên nhanh chóng hợp tác để tiến hành các kế hoạch cho tương lai đó biến cái những cái kế hoạch đó thành hiện thực khiến cho tiền đổ về túi nhanh chóng à, bên cạnh đó trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành nó ủng hộ vì thế mà những người tuổi mão cũng sẽ có được cái mối nhân duyên tốt lành và sẽ có được cái cơ hội mở rộng cái mối quan hệ của mình từ đó sẽ thu về tài lộc như ý, phú quý bình an. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới đây, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ấy thì không hề khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi Thìn. À, thưa quý vị, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Thìn ấy lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại được thiên ấn nó ghé thăm nữa. Nó cho thấy sự nghiệp của những người tuổi Thìn ấy, thì đang có những cái bước phát triển đáng kể. Các bạn xử lý thành thạo những cái vấn đề nó xuất hiện trước mắt nhờ có vốn kinh nghiệm phong phú và cái tài năng của mình thậm chí các bạn còn giúp được mọi người giải quyết những cái khó khăn của họ con đường sự nghiệp của những người tuổi thìn ấy, cũng phát triển vô cùng là hanh thông các bạn biết đâu là cái cơ hội để phát triển và nắm bắt nhanh chóng thậm chí các bạn không ngại thử sức với những cái nội dung công việc mới à, trong thời gian này thì những người làm lãnh đạo sẽ đưa ra được những cái quyết sách đúng đắn giúp tập thể vượt qua những cái khó khăn à, các bạn sẽ nhận được cái sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh hứa hẹn còn thăng tiến nhiều hơn nữa ở trong tương lai À, trong thời gian này thì cái vận trình tình cảm do bị cục diện là ngũ hành nó xung khắc nên là tiếc rằng cái chuyện tình cảm của những người tuổi thìn lại phủ một lớp ám đạm à, có lẽ các bạn đang quá quan tâm đến cái sự nghiệp của mình mà lơ là cái trách nhiệm với gia đình khiến cho các mối quan hệ nó trở nên gì phai nhạt hơn vì thế trong thời gian này thì những người tuổi thìn cũng nên là gì quan tâm đến nửa kia nhiều hơn à, không có nhiều thời gian thì cũng nên nói một vài lời đấy. cũng như là chia sẻ cái công việc chia sẻ cái nỗi lòng của mình để gì được đối phương thấu hiểu đó. vậy nên để giữ gìn cái hạnh phúc tài lộc của mình ấy, và tăng cường cái may mắn thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ sáu À, thưa quý vị Như vậy là trong 3 ngày tới Thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, Chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn Được lộc trời cho Dễ có cơ hội trúng số đổi đời Đó là những tuổi sau một là tuổi hợi hai tuổi ngọ 3 tuổi tuất 4 tuổi dần 5 tuổi mão Và 6 là những người tuổi thìn Đó là 6 con giáp được lộc trời cho Giàu sang phú quý Dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe Ăn tết giàu to rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.